Xin chào mừng tất cả quý vị và bạn đến với sân vận động PVV ngày hôm nay để theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ FC Anh Em Câu Blues và Lighty trong khuôn khổ giải bóng đá thu yêu thương năm 2020. Ngày hôm nay thì Câu Blues sẽ ra sân với trang phục áo trắng quần xám quen thuộc. Sau đó phía bên kia FC Lighty sẽ là bộ trang phục màu xanh, một bộ trang phục truyền thống của mình. Trận đấu bắt đầu. Ở vòng đấu trước thì Câu Blues đã có một chiến thắng rất ấn tượng. Dứt điểm, một quả đá sẹt của Hoàng Anh. Khoảng trống là khá lớn trên khu đặt lòng của Hoàng Anh. Được chuyền của Mạnh Lát. Lê Bình, một cú đánh đầu đi hết đường biên dọc của Lê Bình. Quá đáng tiếc, một cơ hội thực sự tốt mà Lê Bình cần phải làm tốt hơn. Lê Bình đã thoát xuống, qua người. 1-0 thì đây, Câu Blues. Pha xử lý hoàn hảo của Lê Bình. Đó là đường chuyền của Mạnh Đát. Lê Bình thoát xuống, anh đối mặt với thủ môn. Cầu này đủ bình tĩnh và đủ khéo léo để vượt qua cả thủ thành bên phía đối phương trước khi đưa quả bóng vào lưới trống. Cú đá của Hận Đàn Bà rất nguy hiểm. Một cú đá cực kỳ táo bạo. Em ơi, đường chuyền cho Lê Khoa. Rất hay, cú đá của em ơi. Người vừa lui về và phá bóng là hậu vệ mang áo số 76, đó là Tuấn Hà Đô. Lê Khoa đang chơi với một tiền đạo có thể nói là điển hình của bóng đá sân 7. Khi cần thì Lê Khoa cũng rất sẵn sàng tung ra những cú dứt điểm. Văn Quyến cứu đi bóng quân được Văn Quyến cơ hội. 2-0. Phá bóng tuyệt vời. Văn Quyến qua người và thả quả bóng xuống cho đội ca. Đội ca chuyền bóng để Lê Hiếu. Xin bạn là Lê Minh dứt điểm vào con trống lần thứ hai trận đấu này. Bàn thắng được tính cho Lê Bình. Nhưng người ghi bàn trong tiếng vừa rồi có lẽ phải là đội ca, bởi lẽ sau đường chuyền của số 98 thì tỷ lệ ăn bàn đã là lớn hơn con số 100% rồi. Không được, pha xử lý không thành công của đội ca. Rất hay pha xử lý của Lê Quang. Hướng về phía cột hai, dứt điểm. Cô ơi, 2-1. Bàn thắng đã được công nhận. Người ghi bàn là em ơi. Một tiếng lộn xộn và cuối cùng thì những nỗ lực tấn công của Lighty được đền đáp bằng một bàn thắng. Thời gian của hiệp đấu đang trôi dần về những phút cuối cùng. Phóng chắc chân của Tiến Sâm. Cơ hội đội ca. 3-1. Cơ hội bất ngờ tới với đội ca và cú đá của đội ca là rất tốt. Bóng đi với lực mạnh và đi về một góc khá khó ở khung thành. Văn Doanh đã không đủ thời gian để phản xạ. Tỷ số là 3-1. Cách biệt hai bàn một lần nữa được tái lập dành cho anh em Câu Blues. Được chuyền dài. Lê Minh đang lùi về rất sâu. Văn Quyến. Đó là lần đầu tiên mà Văn Quyến tung ra cú đá sở trường của anh. Cơ hội dành cho anh em Câu Blues. Rất vội vàng Lê Minh. Đó không phải Lê Minh mà đó là cú đá tới từ Văn Quyến. Ngày hôm nay thì thật may mắn chưa mỉm cười với Văn Quyến. Bóng được bật ở cự ly ngắn với tốc độ rất cao. Tiếp tục là số 11. Cơ hội. Cú đá không vào. Có một cái gì đó rất khó hiểu. Đường đá bóng quá vội vàng, rất nguy hiểm. Đó là cú đá sẹt tới từ đội ca. Can thiệp tốt của đội ca. Phản công nhanh Lê Minh. Xử lý không thực sự tốt tới từ Lê Bình. Văn Quyến. Đội bóng sang. Quá đáng tiếc. Một pha xử lý quá vội vàng tới từ đội ca. Đội ca có rất nhiều lựa chọn. Anh Hoàng Thái có thể giữ quả bóng lại và khống chế với hoàn hảo nhất trước khi tung ra cú dứt điểm. Thời gian của trận đấu không còn quá nhiều. Bây giờ lúc mà FC Anh Em đang chơi chậm lại và cố gắng bảo toàn cách biệt của mình. Sixty Zone đưa bóng xuống đáy biên. Căng ngang. Không được. Lê Khoa vẫn đang chơi rất tập trung. Sixty Zone rất kỹ thuật. Qua hai người đưa bóng xuống. Đăng Trường. Rất nguy hiểm. Một đường chuyền rất hay của Đăng Trường. Một đường chuyền về phía cột xa, một bài đánh rất nổi tiếng.
Đăng Trưởng chuyển xuống cánh phải. Lê Khoa, vẫn đang là Lê Khoa. Mọi người rất khéo, cú đá ở phía góc xa. Một quả phạt đền dành cho các cầu thủ IT. Lê Khoa rất chính xác. Tỷ số là 1-2. Sẽ là tỷ số là 2-3. Trọng tài rồi, còn kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Thiếu chung cuộc FC Game cầu lút chiến thắng trước lại thì với tỷ số là 3-2. Một chiến thắng rất khó khăn, tuy nhiên nó là một chiến thắng quan trọng trên con đường chinh phục giải đấu thu yêu thương tới từ anh em Cobalt.